món ngon cùng vị. Sao mà em còn nhiều tiền thế? Nhiều. Em còn tới 10.000 luôn. Ủa? Ủa? Ước qua vậy. Ủa? Tại sao anh còn 10.000? 10.000 là em đã móc túi tụi tôi rồi. 4. Tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc. Bữa giờ qua đây em sống ăn ké, ăn nhờ ở đậu của anh. Tại sao anh còn 10.000? 10.000 là em đã móc túi tụi tôi rồi. 4. Tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc. 9.100. Cái này 5 tờ này là có 100 chứ mấy đúng không? Đúng rồi. 5 tờ đó là 500. 9.100 mà mình đổi là 11.000 có nghĩa là em xài có 1.000 mấy à? Em xài có 1.000 mấy chứ mấy chứ em có xài gì đâu. Chị Nhi cho em 100 bạc rồi. Chị Nhi cho em 100 bạc rồi. Thì mọi người muốn sao ạ? Mọi người muốn là sẽ tự đi xin lấy hay là ekip sẽ mang lên ạ? Ekip mang lên cho được chị không? Cái giá đi em. Không, chị bắt đầu rành và hiểu tụi em hơn rồi đó. 1.000 bạc rồi mà, đúng không ạ? 1.000 nữa. Thôi để lên nhập luôn cái phần của chị nha. Thôi thế thì nghỉ luôn đi. Thế thì em xin lấy luôn. Thế lấy cho chị á. Thôi thì em xin lấy. Em khiêng lên cho chị á. Để em lấy cho chị. Thôi, em lấy cho chị trả em 200 bạc cũng được. Chị nặng quá. Em lấy. Anh Nam bê đi. Ok ok. Anh Nam bê của chị Nhi đi. Ok ok. Nè Nam, bê dạ, chị okay, đó. Thôi chị, dạ. Ngon chứ hả? Thấy nó hơi chút xíu á. Nhưng mà nhai vô nó giòn không? Nếu bình thường cái chanh này phải nặng đó nè. Ai ăn được 50 thì bỏ vỏ vô đây giùm nha. 50 bạc là có 50 bạc là chỉ được có một góc thôi à chị Nhi. Cảm ơn em. Ăn đi em, chị cho thằng con nè. Thế em. Ê, ở đây coi. Em nhường cái vừa rồi lại cho anh nha. Ê, anh em đi. Cho thằng con á, chị cho Ren con á. Ren cho ai? Ơi em cho anh Nam này. Ok. Em ăn đi, một con thôi nha Nam. Thank you. I will pay for me with him. For real? Thật á? Yes, yes, yes. Sau đó em trả lại cho anh. Ý là anh không muốn đưa từng người. Anh sẽ cho em mượn thôi. Cái này mình mở ra có tốn tiền không ta? This is free or not? Free? Oh, yeah. Free.